Ngân Hà trong vai chủ tịch công đoàn, Thanh Thúy, Mỹ Hưng, Vân Anh trong vai giáo viên. Và sau đây Tiểu Bổng xin được phép bắt đầu. Ông ơi là gì ấy? Em có biết không? Cô đang nghe tiếng Bình Dương. Cái mít sao không bắt? Em nằm ra dạng cô đơn. Cái trận tâm thành, cái trận tâm thành. Em có biết gặp cô đang nằm xem cái cổ tục mình nhắc gì không ấy? Nhìn lại hả? Trời ơi. Thiệt đáng hay. Dạ. Để quay lại đây. À rồi rồi rồi, nhớ rồi nhớ rồi, chứ nhớ rồi nha. Sáng nay chứ. À, sáng nay thầy phá đi công tác. Hồi đó là nghỉ học phát hiện bây giờ đây không có biết. Cô có đơn xin phép của cô Vân Anh sơ kỳ 3 nha. Ai đó vô đi. Dạ, em chào cô ạ. À, Vân Anh hả, vô đi em. Chị vừa mới thấy có cái đơn xin phép của em nè. Sao mà em xin nghỉ tới 3 ngày dữ vậy? Rồi đi em. Dạ, thưa cô, em muốn xin phép cô cho em nghỉ 3 ngày ạ. Dạ, tại con em nó bị bệnh hả cô? Nhưng mà từ đầu năm giờ em nghỉ nhiều ngày rồi, em biết không? Dạ, em biết ạ. Dạ, nhưng mà hoàn cảnh của em cũng biết đâu. Thì bây giờ là chị cũng biết. Nhưng mà trường mình nó sắp thi giữa học kỳ 2 nè. Mà giờ mẹ em xin nghỉ 3 ngày nữa, nó nói lắm. Ôi chị làm sao mà chị tìm được người dạy thai nữa. Nó nói cho chị quá em. Dạ em biết nhưng mà giờ nhà em là neo người lắm rồi. Dạ em chờ chị ạ. Ơi, chủ tịch công đoàn đây đây đây. Cô ngồi xuống đây. Dạ. Giờ là thiệt tôi rất là khó. Đây cô ngồi cô coi cái tình huống này. Cô coi cô giải quyết giúp tôi cái chứ tôi khó xử quá trời. Dạ. Vân Anh, chị mời em ngồi. Vân Anh này, có chuyện gì mà hai chị em căng thẳng dữ vậy em? Dạ, chị ơi giờ em khổ quá. Giờ hoàn cảnh của em thì chị cũng biết đấy. Mà con em đêm qua tự nhiên nó bệnh chị ơi. Cái nó sốt cao em phải đưa nó vào nhập viện. Rồi sáng nay em cũng nhờ hàng xóm để em tranh thủ em chạy vào đây xin phép cô cho em nghỉ mấy ngày. Nhưng mà giờ cô đang chưa cho chị ạ. Thế à, cháu lại phải nhập viện nữa hả em? Dạ vâng. Thôi được rồi, em cứ yên tâm bình tĩnh cái đã nha. Để chị ra mời cô Hạnh vào rồi chị em mình cùng trao đổi với cô ấy xem thế nào. Dạ vâng, chị giúp em với nha. Dạ thưa chị Hạnh ạ. À, em mời chị vào ghế ngồi để em có chuyện cùng trao đổi với chị ạ. À. Dạ thưa chị. Dạ thưa chị, cô Vân Anh có chuyện gì thì chị cứ để cho cô Vân Anh từ từ trình bày cái đã gì ạ. Cô biết trình với bài cái gì. Cổ sinh em bé nay là 3 năm rồi, em bé 3 tuổi rồi. Trường tạo điều kiện cho cổ quá trời rồi. Giờ đang trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng mà cũng xin nghỉ 3 ngày, khó lắm. Dạ thưa cô, em cũng biết là em nghỉ nhiều. Dạ nhưng mà giờ em cũng khó lắm ạ. Cô có thể xem xét cho em được không ạ? Dạ chị Hạnh à, theo em được biết hiện tại gia đình cô Vân Anh đang khó khăn. Nội ngoại hai bên thì ở xa nhà, nay ốm may đau. Còn chồng của cổ là bộ đội, vừa mới đi công tác xa nhà. Ấy chị xem tạo điều kiện giúp đỡ cho em ấy đi chị ạ. À. Hoàn cảnh thì ai cũng có hoàn cảnh, nhưng mà cứ dựa vô cái hoàn cảnh như vậy mà nó ảnh hưởng tới trường sao được. Đang thi giữa kề nè, rồi bây giờ tôi tìm đâu mà người thay cho cổ đây, rồi làm sao mà giải quyết chế độ cho cái người dạy thai nữa. À còn không, tôi tính vậy nè, cô làm đơn cô xin nghỉ luôn đi cho nó dễ. Không được cô ơi, giờ em mà nghỉ luôn thì chồng khó khăn này chồng rất khó khăn cô ạ. Chị ơi, thôi được rồi, em cứ ngồi ghế đi, bình tĩnh cái đã, chuyện đâu còn có đó nha. Chị Hạnh này, cô Vân Anh, cổ đang lo lắng rồi. Thôi thì, chị em mình tự làm nên cho cô ấy rối thêm nữa. Về vấn đề này, pháp luật cũng đã quy định rõ số ngày bố mẹ được phép nghỉ trong con ốm đấy, chị ạ. À. Quy định thì có quy định, tôi cũng biết. À mà thôi thẳng đi, cô đọc cái quy định cho cô nghe đi, để hôm nay nói là tôi biết luật mà lại không cho cô nghỉ. Đọc đi.
Dạ, báo cáo chị, em nói có sách, mắt có chứng đấy chị ạ. Dạ, em mời chị xem. Dạ đây, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong 1 năm cho mỗi con được nghỉ được tính từ ngày thầy nghỉ theo thực tế số ngày đó chị ạ. Tương đối như ví dụ tối đa là 20 ngày làm việc đối với con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày làm việc đối với con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Như vậy, cô Vân Anh xin phép chị nghỉ có ít hơn để chăm sóc con ốm. Chị xem xét giúp đỡ cho em ấy đi chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều. Chị biết, quy định là quy định, nhưng mà phải căn cứ vô cái tình hình thực tế. Còn chị biết không, đọc cái số ngày cứ kiếm ra cái chế độ này bên Nhật, mấy người có con nhỏ tôi biết mà. Dạ thưa chị, một trong những chức năng quan trọng của công đoàn là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên. Mà đoàn viên công đoàn là quân của nhà chị đó, chứ nào phải của riêng nhà em đâu. Nên em bảo vệ là em bảo vệ quyền lợi cho quân của chị đấy chứ, phải không chị? Trời ơi, chúng ta hôm nay chị ơi, về em được nghỉ đúng không chị? À em à, em có được nghỉ hay không á là do cô Hạnh ở đây, chứ sao em lại hỏi chị? Là thưa cô, giờ thôi vậy nè, em ra ngoài một tí xíu đi, chị bàn lại với lại chủ tịch công đoàn tí xíu rồi tôi sẽ kêu em vô sao ha. Chị Vân Anh thì chị thấy hai chị em mình đến hỏi thăm tình hình xem như thế nào đi. Mình đi em. Em chào chị Vân Anh. Chào Vân, chào chị Thúy. Cái này một em chị Thúy nói thẳng chống nhà chị bị bệnh là nhập viện, tình hình thế nào rồi chị? Đấy em thấy đây, chán lắm. Lúc nào cũng bệnh đau, tối qua nó mới sốt cao mà chỗ mặt sốt không đỡ một tí nào. Ngay chỉ phải nhờ hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu. Rồi sáng nay cũng phải làm phiền người ta trông coi cháu dùng về nhà dọn dẹp cái gì vào trường xin các cô. Mà giờ cô đang chưa cho nghỉ, do là không có ai dạy thay, chưa biết làm sao nữa. Thôi mà em, vừa mình biết hoàn cảnh gia đình của em mà nãy giờ chị với Hồng tính vậy nè, là chị với Hồng sẽ thay nhau dạy thay cho em những bữa mà em cho con ốm em thấy sao? Đừng thế thì tốt quá chị ơi. Vậy thì giờ mình sẽ nhờ mời xin phép cô Hiệu trưởng xem cô có giải quyết không anh? Dạ vâng ạ. Dạ thưa cô ạ, chúng em có điều muốn nói ạ. À có gì mấy đứa? Rồi dạ, đứa vô đây cô. Dạ vừa nãy em và chị Thúy đây có gặp chị Vân Anh ở phía trước thì biết được tình hình con nhà chị ấy bệnh, chị đang xin nghỉ phép nhưng mà cô đang chưa cho bởi vì không có người dạy thay. Em với chị Thúy đây sẽ cố gắng sắp xếp dạy thay chị Vân Anh trong lúc chị ấy nghỉ chăm con ốm. Cô thấy như vậy có được không cô? Trời đời lạnh, từ sáng giờ là tôi cứ chăm chăm cái chỗ đó, nó khó khăn là cái chỗ đó đó. Nếu như mà giờ mà có hai cô dạy thay thì tốt quá rồi, mà nhớ nha, đừng có đòi mà chế độ hay là chi gì nha, khó khăn cho tôi lắm đó. Thôi bây giờ là cho phép em nghỉ 3 ngày, nhưng mà em nhớ nha, trời em kêu người ở dưới quê lên chăm con phụ đi, chứ mà cứ đi vậy hoài là nó khó khăn cho trường lắm. Cảm ơn người, em sẽ cố gắng sắp xếp ạ. À vâng anh này, thôi thì em cứ yên tâm mà lo cho cháu đi, cô Hạnh đã nói vậy rồi. Còn việc ở trường thì em cứ yên tâm, trường mình có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau mà em ha. Dạ anh à. Thôi vậy giờ là chị có chút đỉnh nè, em mua sữa cho cháu giùm chị nha, chị sẽ tới thăm cháu sau. Dạ thưa cô ơi, em ngại lắm cô ơi. Trời đất ơi, cho mấy đứa nhỏ chứ không phải cho em đâu mà. Thôi Vân Anh à, cô Hạnh có tấm lòng như vậy gửi thăm cháu thì em cứ nhận đi nha. Đây là quà của công đoàn và quà của chị gửi thăm cháu. Ít hôm nữa công việc của chị đỡ bận rồi, chị sẽ cùng với ban chấp hành công đoàn nhà trường đến thăm cháu sau. Thôi em cố gắng để chăm sóc cho cháu mau khỏi bệnh em nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. À, Nhân Anh nè, còn đây là quà của giáo viên trường mình gửi cho cháu. Em nhận xin mọi người vui ha. Em làm phiền mọi người nhiều quá, em ngại lắm ạ. Dạ thưa cô ơi, em tới giờ phải bảo vệ với cháu rồi ạ. Em xin phép mọi người em bảo vệ với cháu. Rồi thôi các cô.